Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 312 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. thấy rượu ngon đặt trước mặt tả tiểu niệm xử người ngay tại chỗ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn rượu rồi nhìn tả tiểu đa mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng không phải người đã nói rất khó để tìm ra sao sao chỉ mới hai ba giây trôi qua đã lấy được rượu rồi bày lên trên bàn rồi chị thấy tả tiểu đa thở dài lúc này thì uống rượu gì chứ thật đúng là tả tiểu niệm lập tức yên tâm trợn mắt nói trong lòng ngươi toàn mấy thứ đen tối thôi. Ta chẳng muốn quan tâm tới ngươi đâu, mau uống rượu thôi. Vẻ mặt của tả tiểu đà rối rắm. Chỉ uống rượu vậy thôi sao? Ở đây cũng không có đồ nhắm. Tả tử niệm suýt nữa tức giận. Người bình thường cất giữ nhiều rượu ngon thịt ngọt trong những không gian mà. Tùy ý cũng có thể bày ra một bữa tiệc rượu mười mấy bàn đồ ăn còn được. Hôm nay sao lại không có đồ ăn? rõ ràng là đang trốn tránh, rõ ràng là muốn làm chuyện kia. Hôm nay có thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu. Tả tiểu niệm khịt mũi nói. Ngươi không có, nhưng mà ta có. Nói rồi, liền lấy ra hàng đống món ăn từ chiếc nhẫn không gian của mình. Ngay lập tức, 17-18 món ăn khác nhau được đặt trên bàn, với một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt. Nàng hỏi một cách trịch thượng Bây giờ thì sao? Có món ăn chưa? Tả Tiểu Đa gật đầu khâm lưng, khiêm tốn nói. Có rồi, có rồi, nhiều nữa là. Vậy thì còn chờ gì? Tả Tiểu Niệm lạnh lùng như cây mai lạnh lẽo đứng một mình trong sương gió. Ai? Tả Tiểu Đa than ngắn thở dài, từ hồ cảm thấy không thể giải thích được, nhưng mà trong lòng lại là lần này ok rồi. Hơn nữa mọi chuyện xong xuôi, rồi còn có thể bày ra một gương mặt vô tội. Ta đâu biết đâu, rõ ràng là nàng bắt buộc phải uống rượu mới được mà. Sao ta biết được loại rượu này sẽ thành ra như thế? Ta là loại người đó sao? Lặp lặp là. Trên bàn đặt hai cái cốc trong suốt, mùi thơm của món ăn tỏa ra, đồ ăn đậm vị, giống như còn ẩn chứa linh khí, cho dù người thường ở cõi đang nguyên chỉ ăn một miếng cũng sẽ không cắn đáng nổi tả tiểu đa cẩn thận mở ra chịu sợ lãng phí dù chỉ nửa chút tả tiểu niệm nhìn những món ăn trên bàn cũng không biết là làm sao dường như cảm thấy cảm xúc có hơi lệch thở dài đa đa bây giờ ta mới thật sự cảm thấy đã khác xa so với trước đây rồi những món ăn thế này lúc chúng ta ở thành phường hoàng trước mắt có đủ loại ta thật sự không dám nghĩ tới ngay cả từng miếng thịt vụn đều là thịt thú vương thật là xa hoa lãng phí biết bao chỉ với một bàn món ăn này thôi nếu mang đi bán nói không chừng còn trở thành người giàu nhất thành phượng hoàng theo nghĩa thế tục nhưng trong nháy mắt ánh mắt của tả tiểu niệm nhìn về nơi xa xăm còn có một nỗi thương cảm nhàn nhạt, nhạt tả tiểu đa biết nàng chị e là đang nghĩ đến mộng trầm ngư kỳ thật có rất nhiều chuyện chính là như vậy đấy dù là trong giới tu luyện hay giới phàm trần, luôn sẽ có những chuyện cao không thể với tới. Tỷ như một chiếc đồng hồ do giới cao cấp trong giới phàm trần chơi, có lẽ cũng là thứ mà những người phàm ở dưới đáy dù có chăm chỉ làm việc cả ba đời cũng không mua nổi. Mà cho dù mua nổi cũng chắc chắn là không có nỡ mua, mà nếu mua thật rồi thì có thể dùng vào việc gì? Nhưng một miếng thịt ở thế giới tu luyện cũng chính là cái mà người phàm trần gọi là cao cấp kia Khốn cùng cả ba kiếp cũng không mua được. Ngay cả có mua nổi thì họ chỉ biết nhìn miếng thịt thối rửa đi mà không có dám ăn. Trong mỗi cái đều có lý của nó, dường như cũng đều như nhau. Cho dù ai ai cũng kêu gọi bình đẳng, nhưng trong xã hội này, trong thế giới loài người này, tự ác sẽ có cao tầng tồn tại, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu. Tùy rằng giai cấp này cùng với sự thay đổi của thời gian cũng sẽ thay đổi theo từng đợt nhưng trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, nó vẫn tương đối ổn định, chứ không thể lay chuyển. Có một số thứ khi sinh ra nó không có ở đó, thì cả cuộc đời này cũng sẽ không có. Có một số thứ rõ ràng có tồn tại, thì đời đời kiếp kiếp đều đang nói rằng đây là một truyền thuyết và nó không có thật. Toàn bộ đại lục tinh hồn đều đang ủng hộ chế độ một vợ một chồng. Nhưng quy tắc này rơi vào thế giới tu luyện và cấp cao của giới phàm trận là hoàn toàn không mang dáng vẻ như vậy. Họ giáo dục mọi người trở thành một người tuân theo và ủng hộ các quy tắc. Mà những người lập ra các quy tắc và những gia cấp có quyền lợi đã luôn làm những việc như những kẻ trà đạp các quy tắc. Tạ Tiểu Đa hiếm khi nghiêm túc được một lần mà nói. Nhưng với một mình ta mà nói thì ta hy vọng bệnh viễn sẽ không chà đạp các quy tắc. Dùng năng lực của tiên nhân nuôi dưỡng trái tim của người phàm, đây chính là đạo của cuộc đời ta. Tả Tiểu Đa phát ngôn theo cảm xúc. Tả Tiểu Niệm ngây người nhìn hắn, nàng chưa từng nhìn thấy một dáng vẻ như thế này của Tiểu Cẩu Đát. Nhưng mà nó là một hình mẫu rất đáng kính và quyến rũ, hơn nữa cũng tràn ngập. Nó là một kiểu đạo ẩn đi, đúng, chính là đạo ẩn. Khi Tả Tiểu Đa nói câu, dùng khả năng của tiên nhân tu luyện trái tim của người phàm, toàn bộ không gian của diệt không tháp đột nhiên tràn ngập đạo ẩn. Đó chính là một đại đạo hoàn toàn khác xa so với trước đây. Đám người Lý Thành Long bất kể là đang làm gì cũng đều vì đạo ẩn bất ngờ ập đến mà rơi vào trạng thái giác ngộ. Không chỉ có đám người Lý Thành Long, tỷ như Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử vân vân cũng đều ngay tức khắc rơi vào sự tĩnh lặng, như thể đã chìm vào trong giấc ngủ. Cơ thể của Hoa Hoàng Kiếm lấy lên ánh sáng một lúc lâu sau, ánh sáng từ từ biến mất, giống như một thanh kiếm bình thường. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trái tim của ai hoàng kiếm tràn đầy xúc động. Thì ra là như vậy, đứa nhỏ này thật sự đã tạo ra một một phương trời hoàn toàn khác. Hóa ra, đây mới chính là chân tướng của đạo thật sự. Mục đích ban đầu khi tu luyện của tất cả mọi người đều là để trở nên mạnh mẽ hơn đều có thể sống trường thọ hơn để có thể trở thành tiên nhân cao cao tại thượng coi mọi sinh linh chỉ như kiến cỏ nhưng lại không hề biết rằng kể từ khi tâm lý này xuất hiện bất kể có thể đi đến thời điểm đó hay không đều đã sớm thoát ly ra khỏi căn cơ của chính mình bởi vì bản thân chính là một người phàm trần một khi ta coi thường phàm nhân thì cũng chính là coi thường chính mình nếu ta còn coi thường chính mình vậy thì còn đại đạo gì đáng để mong chờ vừa nghĩ tới đây oa hoàng kiếm bỗng cảm thấy có chút mịt mù chẳng lẽ tổ vu trước đây những thánh nhân oa hoàng đạo của họ lẽ nào tất cả đều sai sao có thể chứ cũng có thể là đại đạo tam thiên không chữ gì có một đường vậy thì ta phải đi con đường nào đây oa hoàng kiếm rơi vào trạng thái bối rối cực kỳ thật lâu sau hắn ngẩng đầu nhìn về tả tiểu đa nếu định mệnh khiến ta rơi vào tay tả lão đại thì đó chính là duyên số vậy thì ta cứ đi theo đạo của tả lão đại đi ngay lập tức oa hoàng kiếm cũng rơi vào trạng thái giác ngộ tả tiểu đa không hề biết rằng những lời mà hắn thốt ra do cảm xúc thốt ra từ trái tim mình đã gây ra một số động tĩnh đồng thời người khởi xướng là hắn cũng không cảm thấy rằng thần thức linh hồn mình ngay trong khoảnh khắc đó đã trở nên sáng tỏ chưa từng thấy. Thậm chí còn không cảm nhận được tu vi của mình trong thời điểm đó đã tăng mạnh như gió, thu được một bước tiến lớn. Hắn bây giờ đang rót rượu bằng cả trái tim và tâm hồn. Ly rượu đầu tiên được rót đầy. Tả tiểu niệm nhìn ly rượu, xúc động nói. Đa đa, người nói xem, nếu chúng ta không phải là con cháu của ngự tọa liệu chúng ta có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay không câu hỏi này hơi nặng nề tả tiểu đa suy tư một chút nghĩ kỹ rồi chầm rãi nói có lẽ cũng có thể tạo ra sự khác biệt thế nhưng mà tuyệt đối không thể có được tuổi tác như hiện nay đi đến được như ngày hôm nay hắn nghĩ đến khi phượng mạch xung hồn mặc dù ta có sự sắp đặt của riêng mình nhưng miếng ngọt bội bí ẩn kia của ta đã giúp ta có năng lực xem tướng lạ kỳ nhưng có một điều chắc chắn là nếu không có cha mẹ thì ít nhất ta và tải tiểu niệm sẽ không thể có được viêm dương chân kinh và nguyệt hồn chân kinh mà những lợi ích hai loại công pháp này mang đến cũng vô cùng rõ ràng nếu không có cái này ta không nói liệu mình có thể đến được ngày hôm nay hay không chỉ là phượng mạch xung hồn ban đầu chưa chắc có thể vượt qua cửa ải này và cả kiếm bà chùy nếu không nhờ có cha mẹ Chú Ngô sao có thể đến Thân phận của cha mẹ Mặc dù họ mãi không nói rõ ràng Nhưng mà Những phước lành mà chúng ta được hưởng thụ Là những thứ mà người khác không thể so sánh Nếu không có cha mẹ Chúng ta chắc chắn Sẽ không đến được ngày hôm nay Tả tiểu niệm chầm rãi gật đầu Cha mẹ thật tốt Tuy rằng Ngày trước khi ta còn ở thành vườn hoàng cũng ngày ngày mắng con nhà người ta là phú nhị đại, quan nhị đại, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, sau khi biết được thân phận mình, cũng chỉ có hai chữ tuyệt vời. Tả Tiểu Niệm không nhịn được mà cười, "Cậu đáng à, người thật là đê tiện. Ta là chồng nàng nha, làm gì có chuyện nói chồng mình như vậy? Phạt nàng hôn ta. Thôi uống rượu đi." Hai người ngồi đối diện nhau, vẻ mặt như hoa đào của Tả Tiểu Niệm, lần đầu tiên phá lệ nâng cốc rượu cười ha ha nói cẩu đác, hiếm khi thấy người ngoan ngoãn như vậy nào chúng ta uống một ly một tiếng tinh vang lên hai ly rượu chạm vào nhau tả tiểu niệm phong khoáng nâng ly của mình lên uống một hơi cạn sạch một ly rượu đầy ụ uống một hơi cạn sạch xét về tu vi của hai người thì đây là một loại rượu cũ đậm vị thường thừa sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng ly rượu của tả tiểu niệm mới vào đến cổ họng lại cảm thấy có một luồng lửa bắt đầu từ cổ họng mà cháy lan ra, sau đó toàn thân nóng bừng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, trái tim đang lo lắng cũng thoải mái hơn phân nửa. Thật hiếm khi tiểu cẩu đác không dây dưa, biểu hiện hôm nay rất là tốt. Ngay cả khi mẹ đã nói rồi, nhưng mà tiểu cẩu đác vẫn không thúc ép ta, rất tốt. Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp giả vờ xa cách bỗng trở nên dịu dàng hơn. Nhìn về phía đối diện Tả Tiểu Đa đang mở to mắt nhìn thẳng vào chính mình, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó không thể tin, không khỏi trở nên hung dữ. Uống nhanh đi, đàn ông con trai sao có thích lề mề, còn không bị nổi với một cô gái nhỏ bé như ta. Tả Tiểu Đa thật sự bị sốc, nhìn Tả Tiểu Niệm táo bạo dị thường mà uống hết một ly rượu nước lửa không dung ấy xuống. Ngoài việc cảm thấy kịch bản vô cùng bình thường ra, thậm chí nó còn bình thường trên cả bình thường thì thật sự là phát huy trên mức độ. Nghe thấy lời thúc giục, tất nhiên càng không chút do dự, tự bưng ly rượu của mình lên, cũng một hơi cạn sạch, hà một hơi nói. Đúng là rượu ngon. Rượu, tất nhiên là thật sự ngon rồi. Sau khi nuốt xuống bụng, như một quả cầu lửa bùng cháy bà lăn nhanh khắp kinh mạch, linh lực thuần túy tích tụ nhiều lần trong toàn thân, đột nhiên trở nên nhanh nhẹn. Trong đan điền, cũng dần lên một loại cảm giác chật chội đến nứt lìa. Kinh mạch của hai người rộng lớn lưu chuyển chân nguyên so với tu giả bình thường thì nhanh hơn nhiều. Lúc này uống một hơi cạn ly rượu càng giống như lũ quét, vèo vèo, tự động lưu chuyển. Cả hai đều có thể cảm nhận được rõ ràng linh nguyên của mình đang tăng nhanh chóng, khác xa với việc tu luyện thông thường. Rượu này thật ngon. Tả tiểu niệm cảm nhận sự khác thường trong cơ thể, không tiếc miệng khen, phân tích. Khi hấp thụ hết dụng lực của ly rượu này, ít nhất có thể tăng thêm một phần tư thực lực của bản thân. Thật sự là rượu ngon. Không hổ cha mẹ đã đặc biệt dặn dò chúng ta. Chưa đạt đến cảnh giới phi thiên, uống loại rượu này sẽ thực sự gây ra vấn đề lớn đó. Rượu ngon, đồ ngon. Tả tiểu niệm mỉm cười, khen ngợi. May thay, may mà có loại rượu này, không thì những lời này của tả tiểu niệm là phát ra từ cảm xúc thật sự, không có một chút khích đại nào. Bây giờ tình hình chi tiết của nàng nhìn chung trong bạn cùng trang lứa hoặc là người có cùng giai tu vi từ xưa đến nay cũng chỉ hơi kém so với tả tiểu đa mà thôi. Lúc này một phần tư linh lực của nàng gần như có thể vượt qua tu vi cả đời của tu sĩ tầm thường tại hợp đạo đỉnh phong. Nếu không phải vậy, làm sao hai người có thể dùng lực lượng ở cảnh giới phi thiên mạnh mẽ đánh bại Lý Thành Long là tu giả thăng cấp tới cảnh giới hợp đạo đã lâu. Mà số lượng linh lực này cũng chỉ là năng lượng được tích trữ bên trong một ly rượu. Hiển nhiên, hai người không biết, loại rượu này là loại đặc biệt, ủ riêng cho liệt hỏa đại vu và vợ. Có hiệu quả như này chính là chuyện đương nhiên. Thế nên, khiến cho tả tiểu niệm và tả tiểu đa uống vào lần đầu tiên cũng giật nảy mình, đó là chuyện đương nhiên rồi linh nguyên thật sự quá dồ dào. Khoảng chừng qua 2 phút, sự nóng rực lúc ban đầu mới hơi tiêu tan, cũng bắt đầu kích phát toàn bộ chân nguyên. Tả tử niệm ăn liên tục vài món ăn, muốn giảm cảm giác say xuống. Dù sao cũng là một chén rượu lớn, uống hết một hơi, tất nhiên sẽ cảm thấy lân lân. Ăn thêm vài miếng đồ ăn, tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết là ăn đồ ăn có hiệu quả thật không, hay là tác dụng của tâm lý. Dù sao tả tiểu niệm thật sự có cảm giác thư thái hơn một chút, đỏ mặt nói. Rượu này sao nóng như vậy? Vẻ mặt tả tiểu đa đứng đắn nói. Uống rượu, thân thể nóng là điều bình thường. Đừng nói là rượu ngon đến mức này. Nếu như thân thể không nóng mới là không hợp với lẽ thường, đúng chứ? Rồi lại ân cần nói. Chắc là bình thường, người không hay uống rượu. Lại uống một chén này rất mãnh liệt, cảm giác say dân trào tự nhiên sẽ có trạng thái hơi kém. Nếu nhiều người cảm thấy không chịu được, chúng ta liền... Tả tiểu niệm sợ hắn là quay trở về đề tài động phòng, vội vàng nói. Sức uống rượu của ta rất lớn. Tối nay đã nói là muốn uống rượu rồi, vậy thì uống nhiều chút. Tả tiểu đa sờ sờ lỗ mũi cười hi hi. Được rồi, ta nghe lời ngươi, ta nghe lời ngươi toàn bộ. Cho nên tả tiểu niệm tự mình đứng dậy mang vào rượu đi qua, rắp đầy rượu cho cả mình và tả tiểu đa bê lên rất dũng cảm mà nói đa đa đây là lần đầu tiên trong đời này hai ta uống rượu riêng với nhau nào uống một chén ánh mắt nàng đung đưa khuôn mặt như vẻ nhìn tả tiểu đa trong lòng tràn đầy tình cảm có lẽ là rượu bắt đầu khởi động nhiệt tình nhìn lên tiểu cậu đác trước mặt làm sao lại thuận mắt như vậy trong lòng làm sao lại yêu đến thế nhìn như thế nào cũng là người chồng có thể giao cho cả đời không nhìn được, nhẹ giọng nói. Đà đà, kiếp này có thể gặp được ngươi ở chung một chỗ với ngươi thật là tốt. Âm thanh nói chuyện đã lộ ra vẻ hiện diệu so với người đẹp lạnh lùng ngày thường như hai người khác nhau. Đúng, kiếp này có thể có được ngươi thật là tốt. Hai người nhìn nhau hiểu ý, cười một tiếng, cũng thấy trong mắt đối phương tràn đầy tình sâu như biển. Thứ ngưng động trong bốn mắt, đều là khóe môi nở rộ nụ cười hạnh phúc. Vừa nhìn nụ cười của người đối diện, vừa dơ ly rượu lên, ngửa đầu, uống vào chầm rãi. Thật nhiều tình ý ngọt ngào, không nói lời nào. Bốn mắt nhìn nhau từ đầu đến cuối. Trong lòng tả tiểu niệm, cảm thấy tất cả đều hài lòng, yên vui, hòa bình. Chỉ hận, giờ phút này không dừng lại vĩnh viễn, trở thành vĩnh cửu. Đột nhiên nghĩ đến, hay là nhân dịp tối nay đồng phòng, cũng là chuyện không tệ. Nhưng mà nghĩ đến chuyện cả đời, gương mặt xinh đẹp càng ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng, giống như sắp chảy nước. Nàng lẩm bẩm nói. Cậu Đác à, ta nhớ đến thành Phượng Hoàng, còn cả nhật ký mà ngươi viết. Vừa nói vừa cười hạnh phúc, nhưng tả tiểu đa lập tức ngừng ngùng. Nhật ký? Người, 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 người nhìn trộm nhật ký của ta hả? Đúng. nét mặt tả tiểu niệm cười tươi như hoa. Nhìn khi nào? trong lòng tải tiểu đa âm thầm cầu nguyện chắc là chỉ thấy được khi ở thành phượng hoàng thôi đúng không sau khi đến phong hải nàng không xem được đúng không sau khi đến phong hải nhất là sau khi đính hôn Tài nhớ đều ghi chép tài liệu quý kinh nghiệm học tập cùng với các chiêu thức khác như tâm đắc tu luyện tình ái những thứ này không bị thấy đúng chứ chẳng qua bây giờ nhìn dáng vẻ của tải tiểu niệm hình như là chưa nhìn thấy nếu như đã nhìn qua chắc là sẽ không có biểu hiện như vậy hẳn là nhào lên đánh chết ta mới đúng còn có thể nhìn vào khi nào lúc ở thành phường hoàng xem nhớ được vài trang về sau ngươi cũng lười không biết thêm gì biện tả tiểu niệm cong lên tăng thêm ba phần hoạt bát hoàn hảo hoàn hảo quả nhiên không ngoài dự đoán của ta tả tiểu đa yên tâm thuận miệng nói đúng vậy đúng vậy Người như ta là lười nhất rồi Đi tới phong hải cũng không ghi chép được mấy Không ghi chép được mấy Cũng chính là có ghi chép rồi Vậy thì cho ta xem Thứ gần nhất mà ngươi viết Một chút đi Người nói vô tâm Người nghe hữu ý Tả tiểu niệm cảm giác Thân thể mình gần như nhũng ra Đầu óc cũng có chút mơ hồ Sau khi nghĩ thầm rượu này thật nặng Lại để ý Cơ hứng thú đối với nhật ký mà tả tiểu đa mới ghi chép Mặt nàng gián sát và mặt tả tiểu đa hơi thở như Lan nói. Ta muốn xem phần mới. Tả tiểu đa sợ hết hồn. Gần đây không có viết. Thật sự là không viết sao? Tả tiểu niệm ghé vào trước mắt hắn khoảng cách lẫn nhau chỉ khoảng 3cm, mềm mại hỏi. Ở tình huống bình thường, tuyệt đối tả tiểu niệm không to gan như vậy. Có tình huống trêu chọc, nhưng mà lúc này sau khi uống vào rượu thủy hỏa bất dùng, tình yêu bắt đầu tuôn ra. Càng xem tiểu cẩu đáp càng thuận mắt, cảm giác trên người mình ngày càng lạnh mà tải tiểu đa ngày càng nóng. Hoặc là cảm giác trên người tải tiểu đa càng ngày càng lạnh, chính mình càng ngày càng nóng. Phải ghé sát vào một chút mới có cảm giác thoải mái, mà cảm giác như vậy càng ngày càng dày đặc hơn, mơ hồ có dấu hiệu không thể ngăn cản, hoàn toàn không không chế được chính mình. Thật sự là không viết mà tả tiểu đa nhìn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa gần trong gan tất cảm giác được hương vị ngọt ngào đập vào mặt không nhịn được miệng biểu lên hôn một cái trong nháy mắt bỗng nhiên cánh môi tiếp xúc tả tiểu niệm run rẩy giống như bị điện giật chỉ cảm thấy thân thể mình nóng lên mà vừa tiếp xúc như này một luồng hơi thở lạnh như băng truyền tới trong một khoảnh khắc toàn thân thoải mái giống như bay lên theo bản năng vội vàng lui về nhưng đầu óc mơ hồ không rõ ràng trong nháy mắt chị cảm thấy sắp bay lên cắn môi nói đà đà người người đừng lộn xộn tả tiểu đa nói ta không động ta không động niệm niệm mèo hôm nay chúng ta uống đủ rồi đúng không suốt hai chén lớn rồi gần như hơn một cân tả tiểu niệm chị cảm thấy trên người càng ngày càng nóng thân thể ngày càng mềm hô hấp cũng dồn dập nhưng vẫn không quên dự tính ban đầu nàng run rẩy nói lại lại uống một chén nữa đi đột nhiên thân thể lung lay cười ha ha trên bàn trà có nước trái cây cho nên vẫy tay nhưng mà không biết tại sao lại không chạm được vào nước trái cây trên bàn trà tả tiểu niệm hừ một tiếng dứt khoát đứng lên Đi lấy nước trái cây nhưng không biết tại sao càng đến gần tả tiểu đa lại càng cảm giác trên người hắn thật mát mẻ mà trên người mình lại quá nóng nóng đến mức chính mình hận không thể cởi áo ra Đa người có nóng không tả tiểu đa nhìn dáng vẻ nàng lung la lung lay không khỏi lo lắng cho nên duỗi tay nắm lấy tay nàng nệm nệm mèo người uống rượu say da thịt hai tay vừa tiếp xúc nóng lạnh qua lại với nhau hai môn công pháp viêm dương nguyệt phách tự động truyền thụ cho nhau hai người cùng run rẩy giống như bị điện giật à, thật thoải mái thân thể của tả tiểu niệm mềm nhũng không biết tại sao ngã một phát vào trong ngực tả tiểu đa trên tay tả tiểu đa vừa dùng lực đã ôm tả tiểu niệm vào trong ngực để ở trên bắp đùi mình niệm niệm mèo tả tiểu niệm nằm mềm nhũng trong lồng ngực hắn con mắt mê ly hai cánh tay trắng ôm lấy hắn trong miệng nỉ non cậu đát người thật xấu làm sao lại nóng như vậy hồn nhẹ sẽ không nóng đâu không cần không nóng đúng chứ Còn nóng Nhưng hôm nay ngươi không thể Tất cả đều nghe theo người người nói gì thì làm nấy Một lúc lâu sau Hai mắt của tả tiểu niệm như say Ngồi trong ngực tả tiểu đa Toàn thân như sợi bông Hai tay ôm lấy cổ hắn lẩm bẩm nói Cậu đát hôn ta Tiếp theo tỉnh lược 129.600 chữ Một đêm này tả tiểu đa trải qua Vô cùng thoải mái sau lần đầu tiên, tả tiểu niệm đã tỉnh táo, cảm giác được trạng thái của mình. Không nhịn được, khóc không ra nước mắt, biểu môi nói. Đây là tại sao? Ta cũng đâu biết. Tả tiểu đa sung sướng mà nói. Dù sao, vốn đã có ý động phòng rồi. Trời phù hộ theo nguyện vọng của người, ông trời trợ giúp. Nhưng chuyện này có gì đó không đúng. Cậu đác, ngươi lừa ta. Ta mới không có lừa ngươi. Càng về sau là người đẩy ngã ta Người phải chịu trách nhiệm đối với ta Người ta mặc kệ Người ta sai rồi Người cảm giác một chút đi Xong tu này Tu vi tiến triển đúng là nhanh quá nhanh Linh khí trên người đã tăng lên cảnh giới hợp đạo trung kỳ rồi à, Đúng thật là Hiển nhiên tu vi tiến bộ là chuyện tốt Nhưng mà lúc này tả tiểu niệm cảm giác toàn thân giống như mệt rã rời Cảm giác cả người giống như bay ở trên trời tay nhỏ dùng sức xô đẩy theo bản năng. Ngươi, ngươi đứng lên, ai, ngươi làm gì? Lúc này, tả tiểu niệm cực kỳ hối hận. Hà Phí suy nghĩ cả buổi đã chạy trốn, ngược lại kết quả chính mình đưa chính mình tới cửa. Điển hình của mùa dây buộc mình đưa hàng tới cửa, không khác mấy so với tự đưa dê vào miệng cọp. Hết lần này tới lần khác còn không nói ra cái gì. Nàng cũng là người cực kỳ thông minh, sau khi vừa nghỉ làm sao còn không nghĩ tới vấn đề, nhất định là ở trong rượu. Nhưng tại sao rượu này có vấn đề? Bản thân rượu này chính là vật phẩm bồi bổ phi thường. Người bình thường đừng nói uống vào, chỉ là linh khí tản mắt ra cũng không chống đỡ nổi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa sau khi làm chuyện kia, quả thật, tu vi của chính mình cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn, càng chứng minh được điểm này. Hơn nữa uống rượu là mình nói ra, tiểu đa không chủ động nhắc tới như vậy đến tục cùng vấn đề xuất phát từ đâu? Khoảng chừng một đêm, tả tiểu niệm vượt qua trong quá trình tự lẫn trốn, phản kháng, cầu xin tha thứ. Sau đó cả người tê liệt thành một nắm bùng. Một lần, lại một lần. Tả tiểu đa cũng không nghĩ tới chính mình thậm chí dụng mảnh phi thường như vậy. Kết quả chính là, đến sáng sớm ngày thứ hai, bên trong thân thể tả tiểu niệm rõ ràng tràn ngập tu vi kinh thiên động địa. Nhưng thật giống như cả người ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt tái nhợt nằm trên giường hấp hối, cứ như thể mạng sống không còn lâu, dù sao thoạt nhìn tình huống dáng vẻ thật là không tốt. Nhưng tả tiểu đa lại lộ vẻ long tinh hổ mảnh, ở trần chỉ mặc một cái quần đùi bò dậy, nhanh tay nhanh chân tìm thuốc khôi phục trong nhẫn không gian. Nào uống một lọ, ngoan! Tả tiểu niệm uống xong nước, lại nặng nề nằm xuống trên giường, thở dốc phù phù kéo chăn đắp lấy thân thể yếu ớt nói ngươi ngươi đi ra ngoài ta không đi ta muốn chăm sóc ngươi ta không cần ngươi chăm sóc ngươi đi ra ngoài nhanh lên một chút ta không có đứng đắn chỉ là có chút buồn ngủ muốn ngủ thôi lập tức tả tiểu niệm sợ hết hồn mắt to xinh đẹp cũng tròn tròn không không được ngươi không được qua đây trong nháy mắt này Tả tiểu niệm căng thẳng tới nổi, ngay cả ngón chân cũng căng thẳng. Thật sự là không chịu được rồi. Suốt một đêm, tiểu cậu đát va chạm tựa như cái máy. Tả tiểu niệm cảm giác thân thể mình đã vỡ vụn thành sao sáng đầy trời. Có đôi khi, cả ý thức cũng vỡ vụn thành sao sáng đầy trời. Không phải một lúc lâu mà là ròng rã suốt 13 tiếng. Cho tới bây giờ mới vừa nghỉ ngơi còn chưa được nửa giờ. Tả tiểu đa lại buồn ngủ làm sao nàng không sợ hãi cho được. Như vậy sao được, tuyệt đối là không. Ta muốn dậy. Tả tiểu niệm giải dụa, muốn đứng lên. Ta mặc quần áo cho ngươi, để ta đến phục vụ ngươi. Ngươi cực khổ rồi. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Một mình ngươi bất tiện, ta giúp ngươi. Tại sao lại nghĩ sự tốt bụng thành lòng lan dạ thú? Nên là ngươi đùn bỏ một tấm lòng nhiệt huyết của ta đó. Vậy thì ngươi đừng có lộn xộn nha người nghĩ quá nhiều mặt rồi. Mặc rồi mặc, còn chưa mặc được một nửa là biến thành cởi ra. Ngươi, ta thật sự không được mà. Để ta hỗ trợ ngươi tu luyện, ngươi cứ chờ tu vi cao là được rồi, cố gắng tiến lên một bước. Ngươi! Mãi cho đến buổi trưa, hai cái dân dài run rẩy của tả tiểu niệm mới miễn cưỡng bò dậy, mặc quần áo vào gương mặt đỏ bừng, dọn dẹp toàn bộ một đống hỗn độn trên giường sau đó ngồi suy yếu trên ghế sofa dựa vào lưng ghế sofa miệng chỉ huy tả tiểu đa dọn dẹp những thứ vụn vặt khác trên người tả tiểu đa vẫn cởi trần như cũ chỉ mặc độc một cái quần đùi đang hưng phấn làm việc bận rộn một bên bận việc một bên nhớ lại trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh hi hi ha ha rốt cuộc cũng đạt được tâm nguyện rồi bây giờ toàn thân toàn tâm tả tiểu đa tràn đầy hạnh phúc chính là cảm thấy hài lòng trên căn bản hắn cũng chưa nghĩ cái gì, chỉ nghĩ rằng sắp đến buổi tối chưa. Chẳng qua buổi tối hôm qua là lần đầu tiên của niệm niệm mèo, nhưng mà bị dày vò không có nhẹ. Chuyện này tối nay... Thân tả tiểu niệm là tu giả cao dài, quả thật, thân thể khôi phục rất nhanh, đến buổi tối đã không có cảm giác gì thường gì rồi. Cầm lấy kiếm khoa tay muối chân, có ý định bắt đầu luyện công, củng cố cơ sở của mình suy cho cùng mức độ tiến bộ của tu vi trong tối hôm qua chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để mà miêu tả linh lực trong rượu thủy hỏa bất dung tan ra toàn bộ mà bọn hắn lại là lần đầu tiên uống loại rượu này hiển nhiên hiệu quả đặc biệt mạnh hơn nữa là là xong tu lần đầu với phương thức viêm dương nguyệt phách thu hoạch được lợi ích to lớn trong đó nếu là nhỏ mới là không hợp với lẽ thường cùng chỉ trong thời gian một đêm hai người đã từ tu vi mới vào cảnh giới hợp đạo, trực tiếp nhảy lên đến hợp đạo cao dài. Cảm giác được sức mạnh từ lực lượng mạnh mẽ đến gần như xa lạ trong cơ thể. Hai người đều có cảm giác chuyện này thật là thần kỳ. Nếu là có thể có tốc độ tiến bộ với mức độ này, cho dù chỉ còn thời gian nửa tháng là ma tộc quay trở về, nhưng thời gian nửa tháng trong thực tế đổi thành thời gian trong việc không tháp là 7 năm rưỡi. Sau 7 năm rưỡi xong tu tu hành, hai người thăng cấp đến hỗ nguyên trở lên, hẳn không phải là việc khó. Hoặc còn có thể tiến thêm một bước, tiến thêm không chỉ một bước. Đây quả thật là... Đúng rồi, ngày hôm qua không phải người nói, đi lấy một phấn tinh hồn ngọc hay sao? Còn người của tả tiểu niệm chuyển động. Còn những thứ đó người in ấn nữa, thuận tiện cũng đi thu thập một đống trở về đi bàn tính của tả tiểu niệm tính toán vang lên cành cạch. Chỉ cần dụ dỗ tiểu cậu đác đi ra ngoài không gian diệt không tháp, mặc kệ hắn ở bên ngoài trong thời gian bao lâu, dù sao chính mình có thể nghỉ ngơi trong diệt không tháp tầm vài ngày. Nếu như theo cái dạng này, dường như có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhớ tới tối ngày hôm qua, tiểu cậu Đát đâu đá lung tung gần như không biết mệt mỏi. Mình đã mệt lã không còn chút sức nào rồi. Tên tiểu cậu Đát lại còn không chịu bỏ qua cho. Là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại thời điểm chính mình không còn sức phản kháng, đùa nghịch đến, đùa nghịch đi, đủ loại. Chỉ cần suy nghĩ một chút, tả tiểu niệm xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt. Thật sự là xấu hổ chết người ta. Tên tiểu cậu đắc này quá ghê tởm, đã vậy còn bắt nạt người ta quá đáng. Tối nay nếu như là có thêm một lần nữa, về khẳng định là không chịu được. Tả tiểu đa lập tức nhớ tới. Đúng, người nói rất đúng. Như vậy người lại có thời gian nghỉ ngơi vừa vặn Ta đi rồi sẽ trở về Chờ ta trở về Vừa nói thân chợt lé huyết xáo Rời khỏi không gian diệt không tháp Tả tiểu niệm thở phào nhẹ nhõm Bước chân tập tỉnh đi tới bên giường Thân thể khẽ khàng ngã thẳng xuống Đầu vừa vặn tựa bào trên giường Thở phì phì đã ngủ Mệt chết đi được Thật sự là mệt chết đi được mà Lòng tả tiểu đa như lửa đốt đi ra ngoài dạo qua một vòng. Sau khi thân phận của hắn bại lộ, nhân tiện dứt khoát cáo mượn oai hùng, yêu cầu phía chính phủ, mang tất cả bột phấn tinh hồn ngọc dùng để tu luyện còn thừa trên đại lục tinh hồn, đưa đến phong hải. Cũng bởi vì chuyện này mở ra một cái sân đặc biệt cực kỳ khổng lồ để thu xếp. Cũng bởi vì mệnh lệnh này, mỗi một ngày cũng có thật nhiều tu sĩ từ các nơi chạy tới, đổ xuống một số lượng lớn bột phấn tinh hồn ngọc. Vốn dĩ, cái vị ông chủ tôn kia lo liệu thu mua bột phấn tinh hồn ngọc cho tả tiểu đa. Vì chuyện này thăng cấp thành đại tổng quản, công việc mỗi ngày chính là giám sát, sau đó tổ chức người thu gom hợp lý. Tả tiểu đa đến một lần thì lấy sạch sẽ một lần, nhưng ở trong thời gian kế tiếp lại sẽ dựng đứng một đống từ ngọn núi lớn vô cùng nhanh chóng. Suy cho cùng, bột phấn tinh hồn ngọc là kết quả chắc chắn phải có khi tu giả tu luyện. Toàn bộ đại lục chung sức cung cấp, số lượng như thế làm sao một chữ to có thể hình dung. Từ lúc đó tới nay, trong không gian diệt không thác, một phấn tinh hồn ngọc thường xuyên chất xuống mấy ngọn núi lớn, hiệu suất tăng cao không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Bây giờ quan Sơn Hà cũng chỉ có một công việc duy nhất, chỉ huy một đại đội, không ngừng đi qua đi lại giữa hai tòa thành thị là thành Phong Hải và Thượng Kinh. Mà nội dung công việc chỉ có một, vận chuyển thiên cơ phê lệnh. Cho nên, bây giờ tả tiểu đa chỉ cần đi chỗ của phương nhất nặc là có thể lấy một số lượng lớn thiên cơ phê lệnh cũng không biết tả tiểu đa suy nghĩ thế nào bây giờ hắn cũng đã tích lũy số lượng lên đến trăm tỷ thiên cơ phê lệnh trong tay dù thế nào cũng là dùng không hết nhưng tả tiểu đa vẫn kiên trì với dự tính ban đầu có bao nhiêu muốn bấy nhiêu nhiều hơn cũng không chê nhiều cũng chỉ đặt hàng thiên cơ phê lệnh một lần nhưng nội dung là có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Bây giờ tất cả sự nghiên ấn ở Thượng Kinh và xung quanh Thượng Kinh cũng bị Kim Vân Sinh thúc giục ông chủ liên lạc, dứt khoát ngừng tất cả các nghiệp vụ khác, chỉ làm thiên cơ phê lệnh. Mà sản lượng được tích lũy như vậy tăng thẳng lên đến một trình độ kinh khủng. Quan Sơn Hà một ngày chạy một lần, sau đó phát hiện chỉ 100 người mang nhẫn không gian tuyệt đối là không có đủ dùng. Cho nên tiếp theo chính là đội ngũ 200 người. Nếu như không phải vì vấn đề an toàn, buộc mình quan Sơn Hà mang theo tất cả những không gian là đủ rồi. Nhưng mà lỡ đâu bị cướp, trách nhiệm này quan Sơn Hà tự nhận mình không thể gánh vác. Bởi vì đã có nhiều thiên cơ phê lệnh trong tay, tả tiểu đa sử dụng cũng như tiêu tiền như nước không kiên kỵ chút nào. Lần trước hắn quay về từ Thượng Kinh, dọc theo đường đi đã dùng trọn vẹn khoảng trăm ngàn tấm, dùng cực kỳ hào phóng. Mấy ngày hôm trước, hắn đi cao võ tìm long cũng là phát ra ngoài cho mỗi người một tấm. Thế cho nên, tất cả mọi người của cao võ tìm long ai ai cũng có phần, không một ai bị bỏ quên. Mà theo hành động như vậy là chỗ tốt theo đến, hắn nhận được lần lượt. Vốn là nếu như chỉ bằng chính tả tiểu đa, mặc dù suy nghĩ của hắn như thần như thế nào, đã gặp qua là không quên được, cũng không thể nào nhớ được nhiều người như vậy. Mà nay theo việc phát ra ngoài một số lượng lớn thiên cơ phê lệnh, ngày sau chỉ cần nhìn thấy người này, từ trên thân người này trực tiếp thu hồi thiên cơ phê lệnh nhìn một chút là có thể biết hết tất cả. Cũng không cần hao phí thời gian nhớ lại la lịch của đối phương, thậm chí tất cả nhân quả. Mà lúc trước, tả tiểu đa không nói rõ cho dù như thế nào, đối phương cũng không nhìn thấy. Trên người mình có một cái thẻ như vậy. Trước mắt có thể nói đây là năng lực lớn nhất của tả tiểu đa cùng với ngọn nguồn sức mạnh tất cả người bị hắn vung qua thiên cơ phê lệnh chỉ cần liếc mắt nhìn là hắn có thể biết sự phát triển của số phận người này về phần người chưa bị vung qua thiên cơ phê lệnh vậy thì chờ đến thời điểm gặp phải hắn vung một tấm là được chuyện vô cùng đơn giản không thể không nói từ khi dung hợp với ngọc bội Trúc ngực sau khi công pháp thăng cấp bây giờ tả tiểu đa chính là người đầu tiên trên đời này có năng lực nhìn xuyên thấu ở trong cuộc sống thế gian này rõ ràng là một sinh vật cấp bậc bậc. thử nghĩ một chút ở dưới bầu trời này thời điểm mọi người không tồn tại bí mật gì ở trước mặt ngươi tình huống như vậy là kinh khủng đến mức nào cho dù là có thân phận đời thứ hai siêu cấp còn có tu vi thực lực cao dai vượt xa thường nhân dù cũ tại tiểu đa không dám nói chính xác hẳn nhìn nấn nhiều thiên cơ phê lệnh như vậy cụ thể dùng để làm gì nếu như nói ra chuyện này hắn lo lắng mình sẽ bị người ta đánh chết, thật sự là làm cho người ta kiên kỵ quá mức. Thế nên, chuyện này ngay cả tả tiểu niệm cũng không biết nguyên nhân từ đầu tới cuối trong đó. Lần này tả tiểu đa đi ra ngoài, đập vào mắt là có thể nhìn thấy, chỉ thấy toàn bộ đại lục, tất cả thành thị, thành phố, nông thôn đều đang dùng hết sức xây dựng phòng cản chấn. Nói chung, đây là phương hướng trước mắt, thế cho nên rất nhiều tòa nhà chọc trời đang được xây dựng toàn bộ đều ngừng việc, xung quanh lại càng trống không. Phía chính phủ dứt khoát đưa ra lệnh giới nghiêm, chỉ cần là nhà cao tầng vượt qua 10 tầng bắt buộc phải dỡ bỏ trong thời gian có hạn. Sắp có đại lục quay trở về, tới lúc đó, giờ phút hai đại lục chạm vào nhau, tất sẽ có động đất mạnh liệt xuất hiện, hơn nữa ở trong khoảng thời gian tương đối dài lúc sau, sẽ xảy ra dư chấn liên tiếp không ngớt tin tức nghiêm trọng này đã gây ra chấn động cho đầy người trên thế gian. Về phần ngọn nguồn của tin tức này, hiển nhiên là tin tức do vạn dân sinh mang tới. Lúc sau do tả tiểu đa tuyên truyền ra. Tin tức kia phổ biến rộng rãi, dĩ nhiên sẽ khiến lòng người dao động. Nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng, không khó để điều động mọi người dân cùng nhau hướng về, đồng lòng hợp sức, cùng nhau vượt qua khó khăn. Trên thực tế, ba đại lục cũng đang tiến hành công việc như nhau đang đưa ra lựa chọn giống nhau. Lần này đại lục trở về, dự phòng sớm. Những người hoặc sinh mạng khác, vốn dĩ phải chết trong trận động đất này, đều sẽ cung cấp một phần công đức. Mà một phần công đức có vạn dân sinh, tả tiểu đa và các cấp cao của đại lục tinh hồn cùng hưởng. Loại công đức lớn lao này, cũng trở thành một phần sức mạnh lớn bên trong của cấp cao tinh hồn. Cả đại lục tinh hồn, trong tư thế cấp bách chưa từng có ban bố thông báo dỡ bỏ nhà cao tầng gần như không gặp phải bất kỳ lực cản nào chính là xu thế tất yếu những vị trí núi cao tất cả đều có vô số bà giả xây dựng lớp phòng ngự trùng trùng điệp điệp phòng ngừa các loại tình huống thiên tai như núi lở hoặc là đất đá trôi xuất hiện nói tóm lại tất cả đang đều tiến hành đâu vào đấy tất cả mọi người đang giành giật từng giây cố gắng hết sức lẫn tránh tai họa lớn sắp tới lần này Rốt cuộc thì nó sẽ đến từ phương hướng nào? Đây là vấn đề mà mấy người tải trường lộ tính toán liên tục. Cũng không ai biết phân bố địa lý thời viễn cổ rốt cuộc có hình dạng như nào. Đại lục ma tộc trở về là tình huống nhất định sẽ xảy ra. Nhưng vị trí ban đầu của nó rốt cuộc thì bên đại lục tinh hồn hay là ở bên đại lục vu tộc. Là trở về vị trí cũ hay là trở về vị trí ngẫu nhiên. Những vấn đề này không người nào có thể trả lời nhất là tình hình cụ thể sau khi trở về hoàn toàn không ai có thể biết rõ. Ví dụ như, thời điểm vốn chỉ có đại lục tinh hồn, đại lục đạo minh trở về, nơi biên giới giữa tinh hồn và đạo minh, một bên là núi cao vô cùng, một bên là biển sâu vô hạn. Cho đến khi đại lục vô minh trở về, biên giới giữa hai đại lục chính là đất bằng, mà vô minh và đại lục đạo minh là cách nhau một cái biển rộng. Bây giờ đại lục ma tộc trở về, đến tột cùng tiếp xúc với ba đại lục đang hiện hữu bằng phương thức nào đều là vấn đề chưa chắc chắn, khó có thể đoán trước. Vì đã tránh cho đại lục lâm vào khủng hoảng, cấp cao của đại lục tinh hồn lập tức tung ra một tin tức có sức nóng khác. Tin tức kia chính là con trai của ngự tòa tuần thiên sắp kết hôn, thời gian được định vào 10 ngày sau. Bây giờ phải nói là 9 ngày sau rồi vợ chồng người tòa tuần thiên phát ra thư mời cho toàn bộ thế giới. Hoàng nghênh anh hùng thế giới đến đây dự lễ. Trong lời nói này không đề cập nặng nề về chuyện người nào có thể tới, người nào không thể tới. Nhưng mà căn bản thế lực khắp nơi đều biết cân nhắc. Không đủ tư cách, đó là không được đi. Nhất là hôn lễ của cô dâu chú rể tổ chức bên Nhật Nguyệt Quang, đường xá cũng thật sự khá xa xôi. Trong giai đoạn này ở Nhật Nguyệt Quang chỉ sợ chiến tranh càng nguy hiểm hơn so với trước kia, thời khắc sống chết của đại lục lần này, thực lực thấp kém cũng đừng có mà đi tham gia náo nhiệt. Ngoài ra rất nhiều người biết nghĩ, còn nói rằng, nhân vật lớn như này tuyệt đối sẽ không chỉ tổ chức một cái hôn lễ đơn giản, mà là mượn cớ buổi hôn lễ này sắp xếp một số chuyện về sau. Cụ thể là một số chuyện gì phía sau, người không nghĩ được ư? Trong đầu ngươi toàn là bả đậu hay sao? người không thấy được rằng vợ chồng ngự tọa đưa ra đối tượng muốn mời là anh hùng trên thế giới hay sao? Đó là bao gồm cả đạo minh và vô minh, chẳng khác gì thông báo với tất cả người mạnh trên thế giới này, không giới hạn trong bất kỳ ai. Bí mật trong chuyện này, nếu như người không nghĩ ra, đó chính là đầu óc bị ngu, hơn nữa còn là loại ngu không nhẹ. Thật ra thì mặc kệ người trên khắp thế giới suy đoán như nào, vợ chồng tả trường lộ không có hứng thú quan tâm tới vấn đề này. Bọn họ đang bận rộn làm ra một việc lớn. Suy cho cùng, bọn họ vẫn cần tự mình liên lạc cho vài người. Dù hình, đến thời điểm ngày đó, người điều khiển chương trình, không phải người thì còn là ai? Tả trường lộ đang gọi điện thoại. Không thành vấn đề, trừ ta, nhìn cả thế giới, còn ai có tư cách này? Được được. Lôi Huynh, đến ngày đó đừng quên gọi đủ người đến uống rượu đây mới thật sự là chuyện vui lớn. À được, lần trước vợ ngươi khoáng sạch kho báu của chúng ta. À, có đúng như vậy không? Bây giờ hẳn là đã tính lũy được không ít rồi. Được rồi, được rồi, tới lúc đó nhất định phải tới bên này của ta, chuẩn bị xong tiệc rượu rồi. À, cúp điện thoại đây. Hồng Huynh à, con nuôi của ngươi sắp kết hôn. Nếu như ngươi không rảnh, có thể không cần tới. Này, tên họ tả kia, Ngươi có ý gì đây? Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn tới? Để hết tình như vậy sao? Con trai ta kết hôn, ta không tự mình tới. Trên đời này có đạo lý như vậy ư? Ừ. Đùa giỡn gì vậy? Ý của ngươi là muốn dùng thân phận cha nuôi của con trai tới đây. Ngươi xác định, ngươi đang không nói đùa chứ? Ta không rảnh đổi đùa giỡn với ngươi. Thân phận này của ta đã nên bại lộ từ sớm. Lúc này còn dâu giếm mà làm gì, dù sao ma tộc cũng sắp tới, ngày vui lớn này chẳng lẽ ta làm cha nuôi ngồi ở phía trên hưởng thụ con nuôi dập đầu không phải là đúng sao. Đúng đúng, chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ bao lì xì, hiển nhiên có con dâu kính trà cho ngươi uống. Lần này ta cam tâm tình nguyện bỏ ra. Tất nhiên phải chuẩn bị một cái bao lì xì thật là to à chỉ là một bao lì xì làm sao mà đủ con nuôi của ngươi kết hôn con gái nuôi của ngươi gả chồng ngoài trừ phải đối mặt con trai con dâu ngươi còn có con gái con rể trong lòng ngươi nên cân nhắc một chút này tên họ tả ngươi thật không phải là người lừa gạt tống tiền đến mức độ này ta lừa gạt tống tiền ngươi khi nào lời lẽ của tả trường lộ chính đáng ngươi nói đi lần này ta lừa gạt tống tiền ngươi sao ở bên kia hồng thủy đại vu ấp úng một lúc lâu cuối cùng thở dài đừng có lừa gạt tống tiền ta biết là tốt rồi à đúng rồi bên vu minh kia người hỗ trợ thông báo giúp cho ta chuyện con trai con dâu con gái con rể của ngươi cũng đừng có làm hỏng ta cúp máy đây bên này bận rộn vô cùng lời còn chưa dứt âm thanh điện thoại cúp máy đã vang lên trong bụng hồng thủy đại vu lại có cảm giác bất đắc dĩ ta đi thông báo sao? Thông báo làm sao đây? Chẳng lẽ nói là con nuôi của ta sắp kết hôn, mọi người đi uống chén rượu mừng. Thông báo kiểu như vậy ư? Hoặc là con trai của thằng tả trường lộ sắp kết hôn, mọi người đi uống một chén rượu mừng. Hồng Thủy Đại Vu rơi rắm một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thể không biết xấu hổ, dùng cái lý do thứ nhất. Thần niệm chấn động tất cả Đại Vu. Có việc lớn con trai tả trường lộ kết hôn, muốn mời chúng ta đi dự lễ. Mọi người chuẩn bị một chút, tất cả đều đi. Ta đã đồng ý. Ta đích thân dẫn đội đi trước. Các vị đại vu lập tức sôi trào, trong đó có mấy người biểu hiện càng kịch liệt. Suy cho cùng, bọn họ thật sớm đã biết đến quan hệ thân mật, không thể cho ai biết, dựa tả tiểu đa và lão đại từ trong miệng người khác. Kết thúc tập 312 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi